Sau chuyến bay từ sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào trưa 14 tháng 8 năm 2023. U23 Việt Nam đã ổn định chỗ ở để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tại đây, đội đã được phía ban tổ chức tiếp đón chu đáo, bố trí khu vực ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh. Như vậy, đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các tuyển thủ. Trong thời gian tập huấn trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Almiros nằm cách sân bay Suvarnabhumi khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Khách sạn này cũng rất gần địa điểm tập luyện. Chiều 15 tháng 8, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain vào lúc 18 giờ. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch sử dụng lực lượng trong trận đấu này nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm các cầu thủ mới lên tập trung cùng đội. Đây là trận đấu phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội, nên sẽ diễn ra trong sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Theo danh sách đưa ra ban đầu, lứa U20 được xem là lực lượng nòng cốt của đội, chiếm quân số đông nhất. Đội U23 Việt Nam là sự pha trộn thú vị khi bao gồm nhóm cầu thủ rất trẻ hoặc hoàn toàn mới lạ, nhóm cầu thủ có bản lĩnh trận mạc và nhóm cầu thủ có độ tuổi chín, đá nhiều ở V-League nhưng chưa thi đấu quốc tế. Từ đó vấn đề được đặt ra chính là khả năng hòa nhập với đội tuyển, thích nghi chiến thuật của các cầu thủ sẽ như thế nào trong khi quỹ thời gian còn khá ít.